Để chủ động phòng chống hạn hán mùa khô năm 2020, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo tất cả các sở ban ngành đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân của 10 huyện thành phố Kon Tum triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước mùa khô năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở ban ngành và các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, dự báo khí tượng thủy văn để thực hiện chỉ đạo tốt công tác quản lý, vận hành tích nước tại các hồ chứa cho phù hợp, có kế hoạch phân phối nước hợp lý, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2020. Ngoài ra, cần tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.